Nam là một trong những nước dễ bị tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu. Nhiều cộng đồng dễ hứng chịu các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, thời tiết khắc nghiệt và hiểm họa thiên tai. Trước thì lạnh quá, nhưng năm nay thì sao không thấy lạnh? Lại nước lũ lên thì năm nay lại không thấy lên như mấy năm vừa rồi. Sợ chứ sao không? Một lần là trời gầm là mình sợ rồi. Về biến đổi khí hậu thì đều có ảnh hưởng đến cả nam lẫn nữ. Do đó là khi tham gia vào lập kế hoạch đó thì nên có cái ý kiến tham gia của nữ. Phụ nữ có thể làm tốt nếu chúng ta trao cho quyền cho người ta để người ta làm. Sự bất bình đẳng trong tiếp cận với các nguồn lực và cơ hội khiến biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến phụ nữ và nam giới khác nhau. Khi phụ nữ cũng như nam giới đều có vai trò lãnh đạo trong các nỗ lực thích ứng biến đổi khí hậu tại gia đình, cộng đồng và các cấp khác nhau, thì họ cảm nhận được lợi ích theo rất nhiều cách khác nhau. Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tham gia trực tiếp cái dự án biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng. Tôi cũng cử ra cán bộ của mình tham gia ban quản lý dự án. Công việc chính của tôi là bên công tác hội Liên hiệp Phụ nữ của xã, với vai trò là một chủ tịch hội Liên hiệp Phụ nữ. Thì bên tôi thường xuyên là tuyên truyền vận động chị em tham gia các cái hoạt động của hội. Thì bên cạnh đó thì cũng chăm lo về cái công tác an sinh xã hội cho chị em phụ nữ, hội viên phụ nữ nghèo. Lần đầu tiên chỗ địa phương là xây dựng kế hoạch từ cấp ấp lên. Ở đâu thì tôi không biết, nhưng mà chỗ địa phương tôi thì mấy chị cũng rất là tự tin và mạnh dạn khi mà tham gia lập kế hoạch cấp ấp. Cũng lập nhóm rồi tuyên truyền các chị em phụ nữ trong nhóm, cũng lập ra một nhóm nhỏ rồi đi tập huấn về xong rồi lập kế hoạch ấp. Với hội phụ nữ tôi thì có triển khai cái ngày mai cho hội viên hỗ trợ các mô hình như trồng nấm gơm, nuôi heo, lót thảm sinh học, nuôi gà. Các chị trong nhóm cũng có đề xuất ra là dây vốn chăn nuôi rồi mua bán nhỏ. Có sự thay đổi đó làm cho phụ nữ có vai trò như là mạnh dạn phát biểu ý kiến hơn, giống như là một lãnh đạo, như mình có vai trò lãnh đạo vậy đó. Thì tại vì lấy từ cơ sở tự giáp lên thì cái này những ý kiến của người dân, người dân là người ở đó, ở trực tiếp ở địa bàn đó, người ta sâu sát. Để đạt được tiến bộ hiệu quả trong việc giảm nhẹ, quản lý và thích ứng với biến đổi khí hậu và hiểm họa thiên tai, và để hướng tới một tương lai bền vững, chúng ta phải đầu tư vào phụ nữ